Xin chào quý vị khán giả và các bạn đang xem trên kênh. Và hôm nay trong cái chương trình chia sẻ những cái mẫu nhà đẹp thực tế thì em xin chia sẻ với quý vị khán giả và các bạn cái mẫu nhà vườn chữ U 5 gian 2 tầng mái do bên em tư vấn phong thủy và thiết kế. Trong cái quá trình đi làm việc thì em qua thăm công trình. Và công trình thì vừa cái đổ mái tầng 2 xong, đang ở trong giai đoạn nghỉ. Các bạn mà quan tâm đến tư vấn phong thủy, quan tâm đến thiết kế xin gọi điện số điện thoại trên màn hình. Em sẽ chia sẻ với quý vị khán giả và các bạn những cái mẫu nhà thực tế. Hoặc các bạn quan tâm đến tư vấn thiết kế thì gọi em sẽ cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Tất Nhiên đến giúp quý vị khán giả và các bạn hoàn thành ngôi nhà đẹp. Đó. Đây là cái mẫu chữ U 5 gian, nhỏ xinh nhưng mà tối ưu không gian. Mẫu này thì cái hình chữ U này của chúng ta, cái mặt tiền của chúng ta là có 16m và chiều sâu là 10m. Đó, chữ U 5 gian, 2 tầng mái, 4 phòng ngủ. Và kết nối với không gian phòng bếp của chúng ta ở bên này 5m nữa. Đó, 5m nữa ở chúng ta ở đây. Thì hướng tay em chỉ đây ạ. Đó, đó là cái khoảng thò kia là cái không gian bếp. Và trong cái không gian này thì chúng ta có một phòng ngủ nữa. Vậy là cái mẫu chữ U này có 5 phòng ngủ, nhỏ xinh, diện tích xây dựng thì rất nhỏ thôi ạ. Như chúng ta có 5 phòng ngủ. Và bạn nào quan tâm đến cái mẫu này rồi gọi điện cho em xin chia sẻ nhiều hơn. Em xin cảm ơn. Đó. Mẫu này bạn nào ở gần đây thì cũng có thể ra thăm cái mẫu này. Mẫu này là ở khu 5, bác ơi, ở đâu còn gọi, bác không nghe thấy chứ. Xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy. Đó, đây là bác chủ nhà đấy ạ. Đó. Trong cái chia sẻ này thì ngôi nhà này vẫn đang ở trong giai đoạn hoàn thiện, đang trong giai đoạn thi công nên em không vào trong nữa. Em sẽ đứng ở cái vị trí này chia sẻ với quý vị khán giả và các bạn. Đó. Em xin được kết thúc video này tại đây. Xin cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở một cái clip sau. Xin chào các bạn.